Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách làm tép mỡ chua ngọt. Và cái món này mình ăn chung với cơm nóng á, vào những ngày mà trời lạnh lạnh mưa mưa á, các bạn rất là ngon. Rồi nguyên liệu ngày hôm nay á, thì mình sẽ cần là 700g mỡ. Mình mua về mình rửa cho nó sạch và mình lau cho nó thiệt là khô. Sau đó mình sẽ cắt nó ra thành những cái hạt lựu vừa ăn á các bạn. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ cần là một cái miếng chanh như thế này, hai cái trái ớt và hai cái tép tỏi. Và đây là những cái gia vị thì mình sẽ cần là 1 muỗng rưỡi canh đường này các bạn, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh tương ớt và thêm vào đó là một chút xíu muối. Chỉ cần những cái nguyên liệu đơn giản như thế này thì mình sẽ có một cái món ăn ngon về tép mỡ. Các bạn nào thích cái món tép mỡ thì hôm nay mình sẽ bắt đầu mình làm một cái món thiệt là ngon ha. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm liền cái món ăn ngày hôm nay của mình. Rồi bây giờ đầu tiên là cái tép mỡ của mình đó các bạn, mình đã cắt nó hạt lựu rồi. Mình cho nó vào trong một cái tô lớn như thế này để mình trộn nó lên á. Rồi bây giờ mình sẽ vắt nó vào đây làm một cái miếng chanh to to ha. Rồi mình sẽ cho vào đây là một chút xíu muối nữa các bạn. Một chút xíu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Rồi bây giờ mình để nó qua một bên nha. Rồi bây giờ tiếp theo nữa là hai cái tép tỏi này nè các bạn. Mình đập nó ra. Mình cắt cho nó nhuyễn ra ha, nó nhỏ ra. Mình cho nó qua cái dĩa kế bên. Rồi hai cái trái ớt này nè các bạn, mình bỏ cuốn nó đi. Rồi mình cũng sẽ băm nhuyễn nó ra luôn nha. Bạn nào mà thích ăn nó cay hơn nữa thì các bạn có thể cho thêm 3 trái hoặc là 4 trái nha các bạn. Rồi mình cũng đã băm nhỏ cái ớt này ra, bây giờ mình cũng cho nó qua cái dĩa kế bên luôn. Bây giờ mình đi qua bếp và bắt đầu mình thắng mỡ của mình. Rồi bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo không dính lên bếp và mình cho tất cả cái mỡ của mình là 700g các bạn, mình cho vào đây. Bắt đầu mình sẽ xào cái mỡ của mình đó với cái lửa vừa các bạn. Mình sẽ bắt đầu mình thắng mỡ, mình thắng cái tép mỡ của mình nè. Mình thắng nó từ từ để đến khi nào mà cái tép mỡ của mình nó vàng lên là được các bạn. Lúc này mình xào đều tay ha, cho nó đều đều nè, nó tướng mỡ ra. Mình xào một hồi các bạn, mỡ bắt đầu nó tướt ra nè các bạn, nó tướt mỡ ra nè. Mình đảo đều tay như thế này để cho cái mặt dưới á các bạn nó không có bị vàng nhiều ha, cho nó đều cái miếng tép mỡ của mình á. Đó, mỡ giờ này nó ra rất là nhiều nè các bạn. Mở ra rất là nhiều luôn nè các bạn. Mình đảo đều như thế này thì cái tép mỡ của mình nó vàng đều á. Nó mình thắng nãy giờ các bạn, thì bây giờ mỡ nó ra rất là nhiều như thế này và những cái miếng tép mỡ của mình nó đã vàng lên như thế này nè các bạn.
Bây giờ mình sẽ tắt bếp và bắt đầu mình sẽ chút cái mỡ, nước mỡ á, ra cái tô. Mình chỉ giữ lại cái chất mỡ ở trong chảo ha. Rồi bây giờ mình mở bếp lên đó các bạn. Sau khi mình chắc bỏ những cái nước mỡ vào một cái tô mình để riêng qua một bên. Rồi bây giờ là còn chỉ còn lại những cái chất mỡ màu vàng này thôi. Tiếp theo nữa là mình sẽ cho tỏi ớt vào đây các bạn. Mình đảo đều lên. Mình bỏ vô mình xào ha. Rồi mình sẽ cho tất cả những gia vị mình chuẩn bị sẵn đó các bạn. 1 muỗng rưỡi đường nè, 2 muỗng canh nước mắm nha các bạn, và 1 muỗng tương ớt ha. Bây giờ mình sẽ xào trên bếp để cho cái nước sốt của mình đó nó bám vào trong cái chất mỡ và nó khô ráo hết ha. Mình xào từ từ. Mình thấy gia vị nó bám đều quanh cái chất mỡ của mình. Bây giờ mình tắt bếp và mình đem ra mình dùng được đó các bạn. Và đây là cái món tép mỡ chua ngọt của mình đã xong rồi các bạn. Chỉ cần các bước đơn giản là mình đã có một cái món ăn rất là ngon về tép mỡ rồi. Cái món này các bạn ơi, nó ngon ơi là ngon luôn. Và làm dễ ơi là dễ, mình ăn kèm chung với cơm trắng á các bạn. Mình múc một cái muỗng ha, mình cho vài cái tép mỡ này lên trên ha. Mình ăn vào coi, nó tuyệt vời. Và mình ăn thêm một miếng dưa leo nữa thì còn gì bằng. Nếu như các bạn nào mà thích cái món ăn ngày hôm nay của mình á, thì các bạn có thể vào bếp và làm theo cách chia sẻ của mình để các bạn có một món ăn thiệt là ngon về tép mỡ. Mình chúc các bạn làm thành công nha.